Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý, mời quý vị cùng điểm qua trước khi theo dõi nội dung chi tiết. Long An kiểm định gần 11.200 phương tiện trong năm 2022. Thuê bao không chuẩn hóa thông tin sẽ bị khóa từ ngày 31 tháng 3. Xuất khẩu dầu mỏ của Iran đạt mức cao nhất trong 4 năm. Thưa quý vị, Bí thư Huyện ủy Cần Đức Nguyễn Văn Đát cùng đoàn công tác đến kiểm tra Đảng ủy xã Tân Trạch về tiến độ thực hiện nghị quyết Huyện ủy, nghị quyết Đảng ủy năm 2023. Trong quý 1 năm 2023, xã Tân Trạch tiếp tục phát huy các mô hình trồng rau ứng dụng công nghệ cao và duy trì 4 tổ hợp tác liên kết sản xuất, đem lại thu nhập ổn định cho người dân. Đảng ủy xã thực hiện tốt công tác vận động thu các loại quỹ, trong đó quỹ đền ơn đáp nghĩa trên 284 triệu đồng, đạt 569%. Quỹ vì người nghèo 60 triệu đồng đạt trên 92% chỉ tiêu. Nhờ sự quan tâm, chăm lo của các cấp chính quyền, hiện địa bàn xã Tân Trạch không có trường hợp khó khăn về nhà ở, mức thu nhập và đời sống người dân ổn định. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Cần Đức Nguyễn Văn Đát đề nghị Đảng ủy xã Tân Trạch cần tập trung nghiên cứu, khai thác lợi thế địa chính trị của địa phương để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Bên cạnh đó, kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp xúc tiến đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp để thực hiện đúng quy định của pháp luật. Huyện Châu Thành tổ chức hội nghị củng cố hoạt động hợp tác xã và cấp mã số vùng trồng thanh long. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đề xuất giải pháp giải quyết những khó khăn vướng mắc của các hợp tác xã. Huyện Châu Thành hiện có 20 hợp tác xã với 745 thành viên, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 24 tỷ 800 triệu đồng. Đa phần các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động liên quan đến cây thanh long như mua bán thanh long, cung cấp vật tư nông nghiệp cho cây thanh long, tiếp dẫn hỗ trợ sản xuất thanh long ứng dụng công nghệ cao. Về cấp mã số vùng trồng thanh long, hiện nay trên địa bàn huyện đã được Cục Bảo vệ thực vật cấp mã số vùng trồng thanh long sản xuất sang thị trường Trung Quốc theo phạm vi xã thị trấn. Tuy nhiên, hiện nay hải quan Trung Quốc đã cắt mã số vùng trồng tại 4 xã của huyện Châu Thành. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất những khó khăn vướng mắc mà hợp tác xã đang gặp phải, như cần có chính sách đào tạo thu hút nhân lực cho hợp tác xã, hỗ trợ hợp tác xã về cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng, đặc biệt là tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi, tạo điều kiện cho các hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp xuất khẩu, tăng cường xúc tiến thương mại, tìm đầu ra cho trái thanh long. Theo đề án của chính phủ, các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ sẽ được hỗ trợ bằng nhiều cơ chế chính sách nhằm phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã này. Cụ thể, ngành chức năng sẽ tư vấn, hướng dẫn hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm lao động nữ, đáp ứng yêu cầu xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, mở rộng thành viên, tăng doanh thu, lợi nhuận. Tư vấn hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, gắn với sản xuất các sản phẩm chủ lực của địa phương, sản phẩm OCOP. Đồng thời, tư vấn hỗ trợ hội viên phụ nữ xây dựng phương án sản xuất kinh doanh theo hình thức tổ hợp tác. Hiện tỉnh Long An có 293 hợp tác xã với hơn 40.000 thành viên. Tuy nhiên, hợp tác xã có nữ quản lý chiếm số lượng chưa tới 7%. Điển hình như hợp tác xã Tường Xuyên Tân Hòa, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Vĩnh Thuận, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thanh Quệ. Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai thực hiện các nội dung của đề án nhằm phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, đồng thời phát huy tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế. Thưa quý vị, nhằm chăm lo san sẻ bớt khó khăn với hội viên phụ nữ, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Kiến Tường đã có nhiều mô hình hay, cách làm mới để giúp cho hội viên phát triển đời sống và kinh tế gia đình. Trong số đó là mô hình góp xi măng xây nhà của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Bình Hiệp đã giúp cho nhiều hội viên có nơi an cư để lập nghiệp. Do thu nhập bấp bênh nên để lo một khoản tiền lớn xây nhà thật sự rất khó đối với bà Đinh Thị Nhung. Và rồi khi được hội phụ nữ vận động, bà Nhung đã quyết định tham gia mô hình góp xi măng xây nhà với 9 chị em khác cùng chung hoàn cảnh. Cứ mỗi năm, mỗi người sẽ góp 1.000 bao xi măng, tổng cộng sẽ có 10.000 bao tương đương 100 triệu đồng để hỗ trợ cho chị em xây cất nhà xoay vòng trong 10 năm. Thì cũng đỡ gặp khó khăn hơn chốt, nói chung là mượn vốn xây chuyền á. Về chị em nào trước thì xây trước. Còn chị em nào được tuổi xây sau thì xây sau. Chị em nào xây trước xong rồi hoàn trả lại cho mấy người xây sau.
Còn đây là căn nhà mới khang trang của bà Nguyễn Thị Kim Phượng, nhờ bỏ công nhà nên chi phí xây dựng chỉ khoảng 150 triệu đồng. Bên cạnh đó, khi được ưu tiên xây trước nên bà Phượng chỉ chi khoảng 50 triệu đồng. Số còn lại được nhận từ việc góp xi măng của các hội viên trong ấp. Cũng nhờ nguồn vốn góp vốn xây dựng của phụ nữ mà bên xi măng đó. Nếu mà không có thì giờ chưa cắt, tại vì giờ vốn vật tư đồ nó nặng. Thì có được nhà thì cũng mừng, người vợ chồng yên tâm đi làm ăn. Mô hình góp xi măng xây nhà được thành lập từ năm 2016 với 2 tổ, mỗi tổ 10 thành viên, trong đó ưu tiên cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn đang mong ước xây nhà mới. Bình quân mỗi người nhận được 1.000 bao xi măng. Đến nay, mô hình giúp 12 hội viên có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện xây dựng nhà mới. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng đã nhân rộng đến 4 chi hội còn lại ở 4 ấp để các chị em phụ nữ của các ấp còn lại mình cũng thấy được cái hiệu quả của mô hình này. Từ đó mình sẽ triển khai cái mô hình này ở ấp mình để được xây dựng cho những giúp những nữ chủ hộ nghèo là được xây dựng nhà cửa được khang trang. Từ đó mình sẽ được an cư thì lập nghiệp. Với việc phát động sự tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa hội viên phụ nữ, cách làm này ngoài tạo thêm sự gắn kết tình làng nghĩa xóm, bên cạnh đó góp phần giúp các chị em phụ nữ có đời sống ổn định hơn để phát triển kinh tế gia đình, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Để tiếp tục tạo nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Long An phối hợp Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và tỉnh đoàn đồng tổ chức tuần lễ gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo. Thời gian tổ chức lễ phát động từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3 2023. Địa điểm nhận tiền gửi: trụ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội các huyện, thị xã trong tỉnh và các điểm giao dịch xã theo lịch cố định tại trụ sở Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn. Lãi suất theo quy định, tương đương lãi suất tại các ngân hàng thương mại nhà nước. Ngân hàng Chính sách Xã hội, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và tỉnh đoàn kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ người nghèo, các đối tượng yếu thế, tiếp cận vốn vay ưu đãi thông qua việc gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn, để lan tỏa yêu thương nhằm tạo thêm nguồn lực chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, thời gian qua Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An đã tăng cường công tác quản lý hoạt động kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh. Để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại thiếu sót và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã tăng cường công tác quản lý hoạt động kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung thanh tra kiểm tra hoạt động kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn theo quy định, đồng thời nhận diện từng khâu, từng vị trí công tác tiềm ẩn dễ phát sinh tiêu cực để xây dựng thực hiện các giải pháp và biện pháp cụ thể phòng ngừa, kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm định nhằm loại bỏ cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng tiêu cực trong hoạt động kiểm định phương tiện. Hiện trên địa bàn tỉnh Long An còn 2 trung tâm đăng kiểm hoạt động, mỗi ngày tiếp nhận từ 50 đến 150 phương tiện. Chỉ tính riêng trong năm qua, toàn tỉnh Long An đã kiểm định được gần 11.200 lượt phương tiện, trong đó có gần trên 86% đạt tiêu chuẩn, tức khoảng 1.500 lượt phương tiện không đạt. Bộ Tài chính vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về dự thảo nghị định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ. Bộ Tài chính đề xuất mức thu phí sử dụng đường bộ áp dụng cho ô tô chia thành 8 nhóm, căn cứ để phân chia mức phí dựa trên tải trọng và ghế ngồi. Mức phí mỗi tháng với ô tô thấp nhất 130.000 đồng và cao nhất 1.430.000 đồng. Cơ quan nhà nước quản lý giao thông đường bộ được đẩy lại 1,2% tiền phí thu được để trang trải chi phí cho hoạt động thu phí. Các trung tâm đăng kiểm thu phí nộp về Cục Đăng kiểm Việt Nam để Cục Đăng kiểm Việt Nam tổng hợp và khai nộp phí vào ngân sách nhà nước. Từ sau ngày 31 tháng 3 tới, thuê bao di động có thông tin chưa trùng khớp với cơ sở dữ liệu dân cư sẽ bị khóa một chiều. Thông tin được đưa ra tại cuộc họp về kế hoạch triển khai chuẩn hóa thông tin thuê bao do Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.
Theo cuộc diễn thông, thời gian qua, các nhà mạng đã triển khai các biện pháp kết nối cung cấp dữ liệu, đối soát thông tin trong cơ sở dữ liệu, thông tin thuê bao của doanh nghiệp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từ đó đã rà soát và phát hiện khoảng 3,8 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin, theo thống kê của ba nhà mạng lớn. Do đó, cuộc diễn thông đề nghị từ ngày hôm nay, các doanh nghiệp viễn thông nhắn tin thông báo ít nhất là 5 ngày, mỗi ngày ít nhất một lần với các thuê bao nghi ngờ không đúng quy định. Trường hợp cá nhân tổ chức không thực hiện theo yêu cầu, nhà mạng sẽ khóa một chiều sau 15 ngày kể từ ngày đầu tiên gửi thông báo. Sau đó sẽ khóa thông tin hai chiều với những thuê bao này và sau 2 tháng sẽ chấm dứt hợp đồng. Khi thông tin thuê bao chính xác sẽ giúp cho lực lượng chức năng xử lý đúng người, từ đó giúp giảm sim rác. Các doanh nghiệp cần cương quyết áp dụng dừng cung cấp dịch vụ đối với các thuê bao có thông tin không đúng quy định. Các doanh nghiệp phải đảm bảo quyền lợi của người sử dụng, tránh làm ảnh hưởng đến các cái thuê bao đã có thông tin đúng quy định, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng dịch vụ trong việc phối hợp chuẩn hóa thông tin thuê bao, tổ chức tuyên truyền hướng dẫn tới người sử dụng dịch vụ, đặc biệt là người già, người chưa có nhiều điều kiện tiếp cận với điện thoại thông minh ở vùng sâu, vùng xa. Đại diện Cục Viễn thông lưu ý, nhà mạng trong quá trình chuẩn hóa dữ liệu cần tuyên truyền đến người dùng, tránh tình trạng kẻ xấu lợi dụng tin nhắn với nội dung tương tự để lừa đảo và đánh cắp thông tin. Cục Viễn thông đề nghị người sử dụng phối hợp với doanh nghiệp để chuẩn hóa, tránh các trường hợp mạo danh thực hiện hành vi trái pháp luật. Người dân cần biết thêm thông tin chi tiết để truy cập vào các trang web hoặc gọi điện đến tổng đài chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp di động để được hướng dẫn. Bệnh viện Bạch Mai thông tin tính đến ngày 13 tháng 3 đã có 37 công nhân làm việc tại một công ty ở tỉnh Bắc Ninh bị nhiễm độc methanol, trong đó đã có một người tử vong. Các bệnh nhân là công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn HS Test Vina, công ty sản xuất linh kiện điện tử. Các bác sĩ xác định các công nhân ở đây đã nhiễm độc methanol qua đường hô hấp do hít phải không khí có nhiễm methanol và có thể một phần qua da khi da tiếp xúc trực tiếp với cồn. Tính đến nay, tổng số công nhân được khám, xét nghiệm, cấp cứu tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh là 108 người, trong đó 37 người bị nhiễm độc methanol với các mức độ khác nhau, một người đã tử vong. Vụ việc trên cảnh báo sự có mặt và nguy cơ gây nhiễm độc của hóa chất cồn công nghiệp methanol trong nhiều lĩnh vực, nhiều sản phẩm khác nhau của cuộc sống, rất cần sự quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm của các cơ quan chức năng, đồng thời tăng cường hiểu biết, ý thức, cảnh giác, tuân thủ an toàn trong lao động sản xuất và sử dụng hóa chất. Bộ Dầu mỏ Iran thông báo xuất khẩu dầu mỏ của nước này đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2018, khi Mỹ ta áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran. Theo Bộ Dầu mỏ Iran, năm nay theo lịch Iran, bắt đầu từ ngày 21 tháng 3 năm 2022, xuất khẩu dầu của nước này tăng 83 triệu thùng so với năm trước và tăng 190 triệu thùng so với mức từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022. Xuất khẩu khí đốt của Iran cũng tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Ngày 9 tháng 3 vừa qua, Mỹ áp đặt trừng phạt đối với khoảng 39 thực thể mà Washington cho là tạo điều kiện cho Iran tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu. Tập đoàn dầu mỏ Saudi Aramco của Ả Rập Xê Út cho biết, lợi nhuận ròng của công ty này đã tăng lên mức kỷ lục 46% trong năm ngoái, trong bối cảnh giá dầu thế giới tiếp tục leo thang. Saudi Aramco, công ty có giá trị lớn thứ hai thế giới sau Apple, thông báo thu nhập ròng năm 2022 của công ty này là 161,1 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh từ mức 110 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Đây cũng là số liệu kinh doanh mạnh nhất của Aramco kể từ khi niêm yết vào năm 2019. Công ty cũng cho biết sự gia tăng chủ yếu do tác động của giá dầu thô tăng cao cùng lượng bán ra cũng như lợi nhuận lọc dầu cao hơn. Lợi nhuận dầu mỏ tăng cao cũng giúp tạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho Ả Rập Xê Út, đạt 8,7% trong năm 2022, mức cao nhất trong nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới C20. Lễ hội thiếu nhi 2023 vừa diễn ra tại công viên Tumbalong, nằm ở trung tâm khu Darling Harbour, thành phố Sydney của Australia. Sự kiện này được tổ chức thường niên, lấy trẻ em làm trọng tâm, đề cao sự đa dạng văn hóa và chung sống hòa thuận. Đến với lễ hội, khán giả sẽ được thưởng thức các màn trình diễn sôi động và sự tham gia của các em nhỏ tài năng,
phản ánh sự đa dạng của Australia qua âm nhạc, nghệ thuật, văn hóa và trang phục truyền thống từ khắp nơi trên thế giới. Theo chính quyền bang New South Wales, trong gần 1/4 thế kỷ qua, lễ hội dành cho trẻ em này đã đưa các cộng đồng đa dạng của Australia đến với nhau một cách hài hòa, đồng thời khuyến khích trẻ em và các gia đình tôn vinh di sản văn hóa của mình với niềm tự hào. Trong khi đó, Bộ trưởng Đa văn hóa của bang New South Wales bày tỏ tự hào về cộng đồng đa văn hóa thịnh vượng của Australia, đồng thời gửi lời cảm ơn đến các cộng đồng đã chia sẻ kho báu văn hóa của mình. Bởi điều đó đưa tất cả xích lại gần nhau hơn trong tinh thần tự hào về di sản của mình cũng như của tương lai chung. Bản tin thời sự sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.